Thành phố Hồ Chí Minh chính thức đóng các lò mổ thủ công và chuyển sang các nhà máy giết mổ công nghiệp, qua đó nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm cho người dân thành phố. Thành phố Hồ Chí Minh mình á thì hiện nay là đã đóng cửa cơ sở giết mổ thủ công rồi. Và trong đêm nay thì là đã vận hành là toàn diện 5 cái nhà máy giết mổ công nghiệp ở trên địa bàn thành phố. Thì có riêng có 3 cái nhà máy, đó là Vích Xăng, Sacri với lại Lộc An thì đã vận hành từ trước. Xuân Thế Thượng và An Hạ là 2 cái cơ sở giết mổ mà có cái công suất là cao đối với lại cái cung ứng cho thị trường thịt tươi ở thành phố. Chủ trương của thành phố là xây dựng những nhà máy công nghiệp, có nghĩa là ngoài cái dây chuyền công nghiệp thì nó phải đáp ứng các tiêu chí khác của một nhà máy công nghiệp nữa, chứ đừng đặt nghĩ nó là cái dây chuyền công nghiệp là xong. Và ngay cả từ cái dây chuyền công nghiệp nó cũng đã có cái sự phân biệt rõ ràng. Dây chuyền công nghiệp có nguồn gốc xuất xứ, có chứng nhận chất lượng, có đảm bảo về tất cả các điều khoản an toàn lao động, an toàn vệ sinh, an toàn thú y. Và nó khác biệt hẳn với những cái linh kiện thiết bị lắp ráp lại để cho thành chạy ra một cái gọi là dây chuyền công nghiệp. Để hỗ trợ thương lái trong giai đoạn đầu chuyển đổi, cũng như nhằm đảm bảo sản lượng giết mổ heo, chủ trương của hai nhà máy này là sẽ giữ giá gia công theo giá giết mổ thủ công trước đây từ 40.000 đến 50.000 đồng một con, chưa áp thuế, chấp nhận bù lỗ trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 tháng. Sau đó, sẽ có buổi làm việc trực tiếp với các thương lái để đưa ra mức giá phù hợp trong thời gian tới để duy trì hoạt động hết công suất của các nhà máy giết mổ công nghiệp. Thì đến thời điểm này thì về tâm trạng của tất cả thương lái cũng như cán bộ viên của công ty thì đều đồng nhận tâm cùng nhau để thực hiện trong ngày hôm nay. Và tất cả đã chuyển qua đồng loạt với tinh thần ủng hộ việc cái thực hiện chủ trương của thành phố. Hy vọng rằng là trong thời gian tới thì nếu mà vận hành chân chu và có thể là đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu về vận hành một cái nhà máy một công nghiệp, thì tôi đang hy vọng rằng là từ đây đến cuối năm thì hai nhà máy sẽ có thể nâng cao công suất của mình từ 80 đến 100%. Và như vậy thì sẽ có thể đáp ứng được cái yêu cầu của thành phố trong thời gian tới. Trong 3 tháng chúng tôi sẽ cùng theo dõi liên tục cái hoạt động của hai nhà máy này, để mà theo dõi liên tục cái quá trình mà vận hành, coi có thật sự ra là có thể đảm bảo được cái năng suất và có đưa ra được cái giá hợp lý hay không. Và nếu trong quá trình này chúng tôi sẽ kịp thời tham mưu cho lãnh đạo thành phố sẽ có những cái hỗ trợ, những cái chính sách nào đó cho nó phù hợp trong cái hoàn cảnh bây giờ. Mỗi ngày Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng 10.000 đến 11.000 con heo. Với mục tiêu xu hướng đô thị hóa cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường đô thị, việc chuyển đổi sang các cơ sở giết mổ công nghiệp tập trung sẽ giúp cho công tác kiểm tra, kiểm soát được hiệu quả hơn.